Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh DV Channel. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một thủ thuật khá là hay trên TikTok dành cho những bạn nào chưa biết. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Đây là một tính năng chúng ta có thể là mở TikTok, chúng ta đưa cái màn hình của TikTok ra ngoài màn hình chính để các bạn có thể là xem Facebook hay là các bạn làm việc khác hay là Zalo vân vân bất kỳ. Rồi đầu tiên các bạn nhấp vào trang chủ, các bạn xem một cái video nào đó. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn dự ở đây trong cái màn hình trống ở này tầm khoảng là 3 giây thì nó sẽ xuất hiện như một như thế này. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo qua, các bạn sẽ thấy cái nội dung đó là ảnh trong ảnh. Nếu là tiếng Anh thì nó bấm ở đây là hình trong hình, các bạn sẽ bấm vào. Rồi lúc này hệ thống yêu cầu chúng ta video sẽ tiếp tục phát trong cửa sổ nhỏ khi bạn thoát khỏi ứng dụng, thì lúc này các bạn có thể sử dụng được tính năng này. Các bạn sẽ nhấp vào bật, cũng như là các bạn mở cho phép. Thì lúc này sẽ chuyển sang cái phần cài đặt ở trong phần cài đặt của máy của ứng dụng TikTok ở đây là cho phép hiển thị trên các ứng dụng khác, thì các bạn sẽ nhấp vào đây cho phép, rồi sau đó các bạn sẽ quay trở ra. Rồi sau khi các bạn thoát màn hình xong thì hệ thống TikTok thì cái màn hình TikTok vẫn là lưu lại trên cái màn hình chủ của chúng ta. Tại đây các bạn có thể xem TikTok và chúng ta có thể lướt việc khác, chẳng hạn như là vào đọc tin hay là vào Zalo hay là tin nhắn bất kỳ, thì cái màn hình TikTok này nó vẫn hiển thị lên bên ngoài màn hình chính của chúng ta, khá là hay. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể là đưa màn hình TikTok ra ngoài màn hình chính để các bạn có thể vừa xem TikTok vừa làm việc khác, khá là thú vị. Dành những bạn nào chưa biết, hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ đồng hồ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết